Chuyện đầu thai thành heo ở An Giang. Câu chuyện bắt đầu từ những giấc mộng báo của vợ chồng anh Võ Thanh Đẫm, tên thường gọi là Út, 43 tuổi, và chị Dương Thị Chơn ở ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Anh Đẫm kể, đêm đó anh nằm chiêm bao thấy cha anh báo mộng. Ông là Võ Văn Minh, đã chết cách nay 8 năm, khi 78 tuổi do bệnh tai biến. Trong giấc mơ đầu tiên vào đêm 21 tháng 10 năm 2013, bà anh Đẫm hiện về, kêu: Út ơi, bà chết rồi, đầu thai làm heo ở xóm ngoài. Trước mũi của bà có hai lằn rạch xuống, đó chính là trâu của bà. Còn ở đùi sau có một cái đếm đen. Khi nào tới chuồng thì ba nháy lên mừng con. Sáng ra anh Đẫm đem giấc mộng kể cho vợ nghe thì bị vợ kêu là mê tín, không tin. 6 ngày sau, anh Đẫm lại được cha báo mộng y hệt lần trước. Anh cũng không nghĩ nhiều tới giấc mơ bởi cả ngày phải lo làm thuê kiếm sống. Nhà anh thuộc diện hộ nghèo, có 2 đứa con lại bị thiểu năng. 20 ngày sau khi cha báo mộng lần thứ hai, anh Đẫm lại tiếp tục thấy ba về báo mộng. Ông nói: Sao bà báo cho con 2 lần mà con không đi tìm ba? Ba buồn ba bỏ ăn nên bị người ta đè ra chích thuốc. Vài ngày sau thì ba tôi về báo mộng lần cuối. Ông nói: Sao lo nhậu say xỉn hoài mà không đi tìm ba? Rồi đêm 22 tháng 11, ba tôi lại về báo mộng cho bà xã tôi. Ông nói: Vợ thằng Út ơi, đi tìm ba đi. Ba khổ lắm, ba trông đợi lắm. Nghe vậy, bà xã khuyên kêu tôi đi kiếm con heo. Nhưng tôi nói bà đi thì đi, tôi bận đi làm mướn. Sáng hôm sau thì tôi đi làm hồ, và vợ tôi thì âm thầm đi tìm ông già. Anh Đẫm kể: Sáng 23 tháng 11, vợ anh Đẫm bơi xuồng đi tới cái xóm có nhiều người nuôi heo. Khi vợ anh dò hỏi về chuồng heo như được mô tả trong giấc mơ, một người dân tại đây đã chỉ tới chuồng nuôi heo của chị Lê Mỹ Hạnh. Trình bày xong với chủ nhà, vợ anh Đẫm liền đi ngay ra chuồng và bất ngờ thấy trong bầy có một con heo hình thù y như ông già tả trong giấc chiêm bao. Bà xã tôi kể lại sự tình và hỏi mua con heo đó thì người ta chịu bán với giá 2 triệu rưỡi đồng. Con heo nặng chừng 30 kg và là dạng heo bò có lông màu vàng và nhiều đốm đen. Một điều hết sức lạ là khi gặp bà xã thì con heo liền mừng. Nó nhảy lên đưa 2 chân trước, rồi 2 lỗ tai nó ngoắc ngoắc. Khi đưa con heo lên xe chở về nhà thì nó ngồi êm ru như người ta ngồi xe vậy. Anh Đẫm nói: Chừng 2 giờ sau khi con heo được chở về nhà anh Đẫm, nhiều người kéo tới xem. Khi đem heo thả trước sân thì nó không dám vô nhà. Anh Đẫm ngẫm nghĩ có lẽ là mình quên trình cửu huyền thất tổ nên đốt nhang cúng. Cúng xong anh ra sân nói: Ba ơi, con trình cửu huyền rồi, bà vô đi. Lập tức con heo phóng lên cửa và chạy tuốt ra sau buồng. Lúc người ta tới coi đông quá, tôi nói: Ba ơi, ra chào bà con đi. Thì ổng chạy ra ủi ủi vô dò nhiều người. Hễ tôi kêu ổng đi đâu là ổng đi đó. Anh Đẫm kể lại: Bà Phan Thị Sữa, nhà ở thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, nghe tin nên đến coi. Bà khẳng định chuyện anh Đẫm thả con heo ra sân, nhưng con heo không chịu vào nhà. Sau khi thấy anh Đẫm cúng vái thì kêu con heo liền chạy vô nhà. Chính bà cũng lấy làm lạ về chuyện này, nhưng không lý giải được. Chăm sóc ba, anh Đẫm đinh ninh con heo chính là cha mình quá kiếp, nên anh không dám mua cám cho ăn.
Ngày mới đem heo về nhà, anh nấu cháo tàu hũ, tức là đậu phụ, thì heo ăn chỉ một chén là ngưng. Mấy ngày sau ngồi chơi, tiện tay thảy bánh tay ra sân thử, thì con heo chạy tới ăn ngấu nghiến. Một ngày, ổng ăn hết 1 ký bánh. Rồi tôi pha nước trà đường cho ổng uống. Trong chim bao, ba tôi kêu khi bắt ổng về thì cầu nguyện 3 ngày rồi giết ổng đi để ổng siêu thoát. Nhưng con heo là cha tôi nên tôi đâu nỡ giết. Câu chuyện ly kỳ về con heo lạ lan nhanh, dần từ các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau kéo đến nhà anh Đẫm xem heo cả ngày lẫn đêm. Vợ chồng tôi nằm mộng rồi đi tìm được con heo y như vậy nên tin đó là ba tôi. Cử chỉ và hành động hơi lạ là tôi kêu gì làm nấy. Khi tôi giăng mùng cho heo ngủ thì cả đêm nó không ỉ bậy gì trong nhà. Anh Đẫm bộc bạch: bà Phạm Thị Cúc, 68 tuổi, mẹ ruột chị Hạnh, người chủ con heo đã bán cho anh Đẫm, kể: con Hạnh nuôi heo nái để đẻ, rồi bắt con nuôi lớn, dành bán heo thịt. Hồi đó tới giờ nó không bán heo con. Nhưng hơn 3 tháng trước, trong bầy heo 7 con vừa đẻ, thì có một con lạ, nó cứ hay nằm buồn buồn. Thấy vậy, con Hạnh mới sợ nó bệnh, nên kêu thú y tới chích thuốc. Anh Đẫm nằm mộng cũng được cha báo vụ chích thuốc này. Khi nó nặng gần 30 ký, thì tường của cái chuồng cao hơn 1 thước, mà heo cứ phóng ra ngoài, nên con Hạnh ghét. Con Hạnh nói: mặc kệ mày, mày phóng ra cho mũi cắn chết luôn. Vậy rồi cứ tới khuya thì con Hạnh thấy nó phóng vô chuồng trở lại. Trong khi cả bầy thì 6 con kia không con nào phóng ra được. Con heo sau khi về nhà con trai được 41 ngày, không bệnh mà tự dưng chết, chấm dứt một kiếp làm heo. Ác báo sát sinh. Đầu xuân trên chuyến tàu hỏa về thăm nhà, tôi gặp đôi vợ chồng trẻ dẫn theo đứa con gái 3 tuổi đi khám bệnh. Khi chuyện trò mới biết bệnh đứa bé này có sẵn từ lúc mới sinh, rất khó trị. Cha của con bé vén lưng nó lên cho tôi xem, thật khiến người ta giật mình kinh ngạc. Nhìn mặt bé gái thanh tú khả ái là vậy, nhưng trên lưng nó nổi đầy một bỏng lớn nhỏ cao thấp bất đồng, nằm lộn xộn hỗn loạn, giống như người bị phỏng nước sôi nghiêm trọng. Nghe hai vợ chồng khổ đau kể lể, trước mặt tôi bỗng hiện ra một hoạt cảnh. Có một con mèo rừng lông xám đen thường đến nhà vợ chồng nông dân nọ để ăn dụng. Ngày nọ, ông chồng mua 10 con vịt về thả trong vườn nuôi, nhưng cứ qua một ngày thì mất 2 con vịt. Tới ngày thứ 3, ông bí mật trình xem thì phát hiện hung thủ chính là con mèo rừng. Thế là hai vợ chồng bèn đặt bẫy bắt được nó. Họ đem nhốt trong lồng sắt, rồi dùng cây nhọn chọt đâm nó tàn nhẫn, vừa đánh vừa mắng: đồ súc sinh này, dám trộm vịt nhà tao, mì chẳng được chết yên lành đâu. Thấy con mèo đã bị thương mà còn ráng sức giãy giụa, họ bèn ra tay tàn độc. Nấu nước sôi đem chế lên lưng nó. Con mèo rừng đau đớn, thét la mãi cho đến khi chết đi, hai vợ chồng mới dừng tay. Lúc ấy bà vợ đang mang thai, thần thức con mèo rừng ôm đầy oán hận liền đoạt xá, tức là giành chỗ nhập vào thai. Kết quả nó sinh làm con gia đình này, bây giờ chính là cô bé trước mắt đây. Tôi hỏi hai vợ chồng: có phải các vị từng làm một con mèo rừng chết phỏng? Người chồng nghe nói mặt mày tái nhợt, giật mình lẫn ngạc nhiên, căng thẳng đáp: ngài làm sao mà biết được 3 năm trước chúng tôi có giết một con mèo rừng hả? Con gái hai người bị bệnh là thuộc bệnh nhân quả, chỉ có tu theo pháp Phật mới có thể giúp cả nhà các vị. Dạ thưa ngài, chúng tôi đều tin Phật, năm nào cũng đến chùa thắp hương lễ Phật cầu bình an.
Học Phật chân chính không phải là cứ nhắm mắt thắp hương lễ cầu bình an. Làm vậy là ngoài tâm cầu Pháp. Các vị phải sửa bỏ tật nóng nảy và tính khí không lành của mình đi. Sau khi về nhà, nhất định phải sám hối sát nghiệp đã tạo trong quá khứ. Phải ăn chay và tụng 100 bộ kinh Địa Tạng. Còn phải dốc sức phóng sinh, hồi hướng cho con gái mình. Bởi vì hai người đã tạo sát nghiệp kết thành ác duyên, nên mới có đứa con như thế. Hai vợ chồng vừa sợ vừa mừng, tỏ vẻ ăn năn. Ngày đó họ phát nguyện sẽ vì đứa bé ăn chay tụng kinh hồi hướng. Sau khi về sẽ tu tập tốt như lời dặn. Giải thích thêm. Nhân loại chúng ta tự cho mình là loài chí linh trong vạn vật, vì tư dục mà ra tay tàn sát sinh linh không có chút từ tâm thương xót. Ngài Tuyên Quá từng nói, ngàn vạn lần chẳng nên kết oán cùng chúng sinh, nếu không khi quả báo ập đến, chúng ta sẽ khổ không kham nổi. Chúng ta tin Phật thì phải tin sâu nhân quả, nghiêm trì giới luật. Đoạn ác là giúp mình đóng lại cánh cửa bước vào địa ngục. Tu thiện là mở ra cánh cửa thiên đường cho mình. Học Phật là tu tập bước vào con đường rạng rỡ quang minh, thoát ra tam giới. Lão Điền. Nhà Tiểu Điền là gia đình Phật hóa, gia cảnh tuy không giàu, nhưng cuộc sống rất hạnh phúc tự tại. Nguyên nhân Tiểu Điền phát tâm học Phật bắt nguồn từ câu chuyện ly kỳ của phụ thân cô. Phụ thân Tiểu Điền, từ đây xin gọi Lão Điền, là một nông phu miền Nam điển hình, có đủ phẩm hạnh siêng năng cần lao cố hữu của một nông gia. Hằng ngày hễ mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Cứ thế mà sống qua năm tháng. Hôm nọ, nhà nông tất bật với vụ mùa, nên Lão Điền phải làm miệt mài đến 11 giờ khuya. Xong việc, ông lê bước mệt mỏi, vừa quét mồ hôi, vừa đi trên con lộ nhỏ quen thuộc để về nhà. Đang đi mãi miết, tới khúc quanh, bỗng ông thấy xuất hiện mấy bóng đen xông thẳng vào mình. Chúng còn quát lên âm thanh khàn khàn. Đứng lại, không được đi. Thoạt nhìn, Lão Điền cho rằng mình đã gặp bọn cướp, liền vung cuốc lên, hung hăng đánh nhau và bữa trúng một người trong bọn họ. Chỉ nghe vang lên một tiếng chảng, rồi không thấy mấy bóng đen kia đâu nữa. Lúc này Lão Điền sẵn trớn còn vung cuốc đập bừa vào chung quanh thêm mấy cái nữa. Nhưng loáng một cái, bỗng quá ra đánh vào đỉnh đầu mình. Thế là sau đó xảy ra việc chi ông cũng không nhớ được. Thực ra mấy bóng đen đó là những chúng sinh thuộc cõi quỷ, chính là oan và trái chủ. Đời trước ở trên chiến trường từng bị Lão Điền sát hại, họ ôm oán hận không nguôi, nên lúc nào cũng chờ dịp để báo thù. Theo lời vợ Lão Điền nhớ lại kể, thì diễn tiến sau đó như thế này. Tối hôm ấy, gần 12 giờ, tôi đang ngủ, đột nhiên nghe trong nhà bếp có âm thanh vang lên. Ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết ngươi. Khi tôi chạy vào bếp, thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi bủng rủng cả người. Té ra là ông xã Tuấn Tú nhà tôi đang nổi điên. Ông vừa hướng không trung chém loạn xạ, vừa ho hét inh ỏi. Lúc ấy tôi sợ đến phát run cầm cập, sau đó thì hô quán nhờ láng giềng sang hỗ trợ, phụ đưa ông xã tới bệnh viện. Sau này bà con chòm xóm bàn tán xôn xao, họ nói Lão Điền gặp phải lũ quỷ rồi phát điên. Ngày đây tôi xin nhắc nhở mọi người, lúc đi đường trong đêm tối mà nhìn thấy bóng đen, hoặc khi đi qua nghĩa trang hay nhà bỏ hoang nào, nếu trong lòng cảm thấy sợ thì tốt nhất nên niệm Phật hoặc tụng chú. Làm vậy không những giúp tiêu trừ mọi quáng sợ trong tâm, mà còn giúp ích nhiều cho những chúng sinh mà mắt thịt không nhìn thấy được. Lão Điền điên một trận tới 30 năm. Mãi đến mấy năm gần đây, ông bắt đầu nghe giảng Phật Pháp. Sau khi thọ tam quy rồi, bệnh tình mới dần chuyển tốt.
Tiểu Điền vì lo cho phụ thân mà phát nguyện ăn chay, thường cùng mọi người tổ chức phóng sinh, in kinh Phật, kiên trì tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho phụ thân, hy vọng ông có thể sớm hồi phục. Nhờ con gái cố gắng như vậy, bệnh tình lão Điền ngày càng ổn định, tư duy dần hồi phục bình thường. Hiện nay lão Điền giờ giờ phút phút đều kiên trì niệm Phật, tâm vô vọng niệm. Mặc dù sinh hoạt chưa hoàn toàn tự lo, nhưng sống rất hạnh phúc, an lạc. Nếu khéo tu kiên trì, không lười mỏi, thì cuối cùng cũng có ngày thoát khỏi biển khổ sinh tử. Phật Pháp giống như Thái Dương, không những phá tan si ám mà còn sưởi ấm nhân gian. Quan trọng là bạn có chịu mở lòng ra để đón nhận hay không? Nguyện tất cả chúng sinh đều có thể tin theo, thọ trì theo lời Phật dạy để khai mở trí tuệ, sớm được ánh dương chiếu soi, tiêu tan si ám. Niệm Phật. Ngày xưa có một phú ông rất sùng mộ đạo Phật. Phú ông xuất tiền xây cất một ngôi chùa cực kỳ nguy nga, tráng lệ. Ông già hảo tâm ấy lại có tính hiếu kỳ. Sau khi hoàn thành ngôi bảo điện, ông già muốn có được một điểm gì đặc biệt khác thường, nên ông chạm trổ một bức hoành phi thật đẹp và khắc 6 chữ vàng Nam Mô A Di Đà Phật bằng chữ Phạn, rồi treo trước chánh điện. Những học giả và bô lão trong làng đều chịu không biết đó là chữ gì. Họ rất thán phục phú ông, cho phú ông là một học giả uyên bác, thông hiểu cả Phạn ngữ. Kỳ thật thì phú ông đã nhờ một pháp sư người Ấn Độ viết cho 6 chữ đó. Được thiên hạ trầm trồ khen ngợi bao nhiêu thì tính hiếu kỳ tự đắc của phú ông càng bị kích thích bấy nhiêu. Một hôm, ông viết 6 chữ ấy lên tấm bản gỗ kèm theo mấy hàng chữ bản xứ ở bên dưới. Nếu ai đọc được mấy chữ này, tôi sẽ gả con gái cho làm vợ và chia một nửa gia tài. Đoạn phú ông cho dựng những tấm bản đó khắp nơi trong vùng và một nơi cắt cử một người đứng gác. Sau khi những niềm yết thị được dựng lên, các học giả, văn gia, thi sĩ, nho sinh nô nức đến xem, nhưng không một ai đọc được cả. Một ngày nọ có một chàng thanh niên bán chiếu tên là Hoàng Kim Ấn đi qua một nơi có dựng bản, thấy rất nhiều người đang chen lấn nhau vào xem chữ viết gì. Dĩ nhiên là ai cũng ôm một bầu hy vọng to tướng trong lòng. Tò mò, chàng bán chiếu cũng cố len lỏi vào cho được. Nhưng khi đến nơi, nhìn thấy tấm bản, chàng chẳng hiểu cái quái gì, mà chỉ thấy mấy dòng chữ ngoằn ngoèo như dung bò. Chàng thất vọng quay ra. Xong, lúc chàng vừa quay ra thì không may, đầu đồng gánh của chàng đụng ngay vào trán của một văn sĩ đứng bên cạnh. Hoàng Kim Ấn hốt hoảng la lên, Nam Mô A Di Đà Phật. Lập tức người đứng gác bản tóm lấy cổ của chàng và nói, đúng người này rồi. Hoàng Kim Ấn chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, cứ vàng lại để xin lỗi vì trót vô ý để đòn gánh đụng vào trán của nhà văn. Nhưng người gác nhất định không buông tha chàng và vội vàng đưa chàng về trình với phú ông. Chàng bán chiếu vẫn kêu vàng lại lục xin tha, nhưng người gác lại nói, anh này thật dại dột, sắp được vợ đẹp và giàu sang đến nơi rồi mà không biết, còn cứ xin tha mãi. Bộ anh sợ vợ hay sao? Hoàng Kim Ấn càng hoang mang ngơ ngác, không hiểu chi hết và cứ bước theo người gác về nhà phú ông. Chả là Hoàng Kim Ấn là một Phật tử rất kiên thành, mặc dù nhà nghèo, học ít, không được đọc kinh sách, nhưng chàng rất tin Phật, nên chỉ kỳ 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật và lúc nào cũng nhớ Phật, niệm Phật, dù đi, đứng, nằm, ngồi, không bao giờ quên cả. Niệm Phật đối với chàng đã trở thành một thói quen. Mỗi khi gặp nguy hiểm hay việc gì ngoài ý muốn của chàng, chàng lại niệm Phật to hơn. Do đó lúc vô ý để đòn gánh của mình đụng vào trán nhà văn sĩ, chàng cất tiếng niệm danh hiệu Phật, mục đích để cầu cho việc đó được vô sự. Nhưng không ngờ, 6 chữ chàng niệm lại đúng với 6 chữ viết bằng chữ Phạn ở trên bảng. Nên người đứng gác tưởng chàng biết những chữ ấy, nên liền tóm lấy cổ chàng và lôi cổ chàng về để phú ông gả con gái cho. Khốn nổi chàng bán chiếu không hiểu, cứ tưởng là người ta bắt mình đi để mang gông vào cổ. Vì đã làm sức tráng của nhà văn lúc nãy nên cứ kêu xin tha tội hoài. Khi về tới nhà phú ông, chàng bán chiếu mới vỡ lẽ là chàng được tôn lên hàng học giả để cùng sánh vai với tiểu thư con nhà phú ông
để cùng ca khúc Phượng Cầu Kỳ Hoàng. Chàng bán chiếu thấy bàn tay của định mệnh, xếp đặt lắm việc kỳ diệu quá. Bất giác chàng khẽ ngâm hai câu đói để ghi lại, biến chuyển trong quãng đời của chàng mà chàng cho là vô cùng huyền bí. Phúc chủ lộc thầy, bác tất con hiền, con thận, thơm tài mai miệng, hả tụ phủng thỉnh, phụng chư. Từ đó Hoàng Kim Ấn sống cuộc đời trưởng giả, nhưng hàng ngày chàng vẫn không quên công việc niệm Phật của quãng đời bán chiếu hồi xưa. Một hôm vì trái nắng trở trời, vợ chàng cảm gió cũng tưởng là chỉ qua loa. Nào ngờ mỗi ngày bệnh tình mỗi trầm trọng, cứ sốt ly bì, không thuốc nào khỏi. Hoàng Kim Ấn đâm lo và lúc nào cũng ngồi bên cạnh giường của bệnh nhân để niệm Phật. Vừa niệm, chàng vừa xoa tay từ đầu đến chân cho tiểu thư. Và huyền diệu thay, hễ chàng đưa tay đến đâu là nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm đến đó. Chẳng bao lâu sau, vợ chàng bình phục hẳn. Thật là đã mài miệng lại thơm tai. Từ đó Hoàng Kim Ấn nổi tiếng là một vị đại y sư, thanh danh lừng lẫy, đồn đến tay nhà vua. Thật là một sự trùng hợp ly kỳ. Cũng trong khoảng thời gian trái nắng trái gió ấy, công chúa cũng lâm bệnh, và bao nhiêu danh y cũng được triệu vào cung để lo liệu cho nàng, nhưng điều vô hiệu. Khi tiếng tăm của Hoàng Kim Ấn được đồn đến nhà vua, lập tức nhà vua cho hạ chiếu chỉ vời chàng vào để chữa bệnh cho công chúa. Nhận được chiếu chỉ, Hoàng Kim Ấn cảm thấy bối rối, lo sợ, sợ vì không biết miệng chàng còn may không nữa. Cầu niệm Phật biết có còn hiệu nghiệm để chữa bệnh cho công chúa nữa không? Mặc dầu lo sợ, song không cách nào để khước từ mệnh lệnh của nhà vua. Bởi vậy chàng đành nhắm mắt đưa chân và chỉ tin tưởng vào sức vạn năng của một câu niệm Phật chí thành. Đã đến chỗ nhất tâm bấn loạn. Khi tới Hoàng Cung, Hoàng Kim Ấn đưa ngay. Khi tới Hoàng Cung, Hoàng Kim Ấn được đưa ngay vào phòng bệnh của công chúa. Chàng đuổi hết người hầu cận ra bên ngoài. Trong phòng lúc này chỉ có chàng và công chúa. Bây giờ chàng bắt đầu chữa cho công chúa bằng phương pháp thần dược. Miệng chàng niệm Phật, tài chàng thoa vào đầu và mình mẩy của công chúa. Công chúa ngạc nhiên và không thấy y sư cho uống thuốc gì cả, mà trong người thì cứ thấy nhẹ dần. Rồi cuối cùng, như một chiếc đũa thần, hễ tài của Hoàng Kim Ấn đưa đến đâu là bệnh hết đến đấy. Mừng và lạ quá, công chúa chạy vào tâu với hoàng hậu và đức vua. Nhà vua thấy con mình bình phục mau quá, cũng hết sức ngạc nhiên, và trong bụng nghĩ thầm, Hoàng Kim Ấn đúng là thánh sư. Nhà vua hạ lệnh mở yến tiệc ăn mừng và khoản đãi thánh sư. Trong bữa tiệc không thiếu một thứ gì, đủ cả sơn hào hải vị. Trong lúc rượu đã ngà ngà, nhà vua nhìn ra sân, nơi có đắp một con rồng thật lớn đối với Hoàng Kim Ấn. Trẫm đố khanh biết trong miệng con rồng đó có cái gì. Nếu khanh nói đúng, trẫm sẽ cho làm phò mã và gả công chúa cho. Bằng không trẫm bắt tội. Quy to rồi, nếu lần này mà cái miệng của chàng hết may thì đến dù địa phủ mất. Đầu óc Hoàng Kim Ấn lúc này thật là rối tùng xèo như một cái túi bồng bông vậy. Chàng tự nghĩ, nếu không nói đúng chắc mình phải chết, còn nếu nói đúng thì cái nghĩa Tào Khang chi thê mới phải làm sao đây. Thật tiến thoái lưỡng nan, đúng là khổ mà không đúng thì chết. Chàng cứ băn khoăn lo lắng, tự nghĩ đời tàn, bất giác chàng than một câu để thương cho số phận, Hoàng Kim Ấn. Nhưng chàng vừa dứt lời thì bỗng nhà vua vỗ tay reo và truyền gọi công chúa ra dâng cho chàng một ly rượu. Hoàng Kim Ấn ngơ ngác không hiểu ra sao. Chàng còn đang ngơ ngác thì nhà vua nói, khanh nói đúng, thật là thánh sư, trẫm có cất chiếc Hoàng Kim Ấn trong miệng rồng đó, kỳ diệu biết bao. Tưởng mình chết đến nơi, kêu tên mình lên để than thở cho số phận, không ngờ tên mình lại trùng với tên có dấu bằng vàng rồng của nhà vua. Chết thì thoát rồi, còn việc phò mã phải lấy công chúa thì sao? Hoàng Kim Ấn vập đầu xin nhà vua tha tội, viện lẽ mình đã có vợ và phải giữ trọn đạo thủy chung. Nhà vua cảm kích vì có người tiết nghĩa, không nỡ ép buộc, liền ban thưởng thật trọng hậu rồi sai cận vệ đưa tiễn về nhà. Huyền diệu và linh nghiệm thay, sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật khi được phát ra với niềm chí thiết, chí thành và nhất tâm bất loạn. Ác báo người cha tàn độc 7 lần giết con. Chuyện kể lại 7 lần, Gosaka bị vứt bỏ.
Vô-sa-ca tiền kiếp là chú chó ở cõi trời, thụ hưởng lạc thú, quên cả ăn uống nên mạng rung thác, sinh làm con của một kỹ nữ ở Kosambi. Vừa lâm bồn, cô ta đã hỏi ngay nàng hầu là trai hay gái. Biết là con trai, cô ta ra lệnh bỏ đứa bé trong cái giỏ cũ rồi đem vứt ngoài bóng rác, vì kỹ nữ chỉ nuôi con gái để kế nghiệp họ. Quạ và chó xúm quanh, nhưng do phước báo kiếp trước, chẳng con nào làm hại đứa bé. Lúc đó có một người đi đến thấy chuyện lạ, tiến lại xem, gặp đứa bé trai liền thấy tội nghiệp và nhặt lên mang về nuôi. Hôm đó vị trưởng khố ở Kosambi vào cung vua, gặp thầy tế lễ vào xem thiên văn, được thầy cho biết là có một bé trai ra đời hôm nay sẽ trở thành vị trưởng khố trọng yếu. Lúc bấy giờ vợ viên trưởng khố đang mang thai gần đến ngày sinh. Viên trưởng khố bèn gọi một bà nô lệ tên là Kali vào, bảo đi khắp thành tìm xem đứa bé nào mới sinh hôm nay rồi đem về gấp. Bà nô lệ sục sạo khắp nơi, đến nhà đứa bé vừa lượm được về. Khi đến nhà đứa bé vừa lượm được về, hỏi thăm và được biết đứa bé mới chào đời hôm nay, bà ta trả 1.000 đồng tiền thì xin được đứa bé mang về cho viên trưởng khố. Ông ta nuôi đứa bé trong nhà, định bụng nếu sau này con mình là gái sẽ cho nó làm rể để nối nghiệp trưởng khố. Nếu là con trai thì sẽ giết đứa bé đi. Ít ngày sau, vợ ông ta hạ sinh một bé trai. Ông bèn bảo Kali mang con mình để ngay lối vào chuồng bò. Vào giờ bò đi ăn để chúng dẫm chết đứa bé và xem kỹ nó chết rồi thì hãy về báo cho ông. Người nô lệ làm y theo lời ông ta dặn. Ngay khi cửa chuồng bò vừa mở, con bò đực đầu đàn xông ra trước tiên. Khác với thường lệ là nó đến chỗ đứa bé, dùng 4 chân che kín lại và đứng yên ở đó. Hàng trăm con bò lần lượt đi qua hai bên, chạm sát vào sườn nó. Hoàn cảnh này không lọt khỏi tầm mắt của người chăn bò. Ông đi đến gần, ngạc nhiên thấy đứa bé nằm ngay dưới chân bò. Ông thấy thương nó ngay và liền mang về nuôi. Kali thấy hết từ đầu đến cuối, kể rõ chuyện này cho viên trưởng khố nghe. Ông lại bảo Kali đi gặp lại thằng chăn bò cho 1.000 đồng tiền để bắt đứa bé về. Tiếp theo, ông ta ra lệnh cho Kali mang đứa bé đặt nơi bánh xe bò, vì biết rằng sáng mai có 500 cỗ xe này sẽ lên đường đi một chuyến buôn xa. Mấy con bò không dẫm chết nó thì bánh xe cũng nghiền nát nó, và ông không quên dặn Kali phải xem thằng bé chết ra sao rồi mới về báo cho ông ta. Sáng sớm trưởng đoàn buôn đi đến, chồng ách vào cổ bò và thúc chúng bước đi, nhưng chúng vùng ra không chịu đi. Mấy lần như thế cũng không được, ông vật lộn với đàn bò cho đến khi mặt trời mọc. Ông thắc mắc không hiểu tại sao chợt nhìn thấy xuống đường có đứa bé nằm đó. Ông bế lên lòng vui mừng vì được một bé trai. Kali vẫn theo dõi ông từ nãy giờ nên mới trở về báo tin cho viên trưởng khố. Ông lại bảo Kali đến gặp trưởng đoàn buôn đưa 1.000 đồng để chuộc lại thằng bé, rồi quăng nó trong lùm cây nơi bãi thiêu cho chim thú ăn thịt hay ma quỷ giết nó. Kali lại mang đứa bé đi, nhưng chẳng có con thú hay ma quỷ nào làm hại đứa bé, vì quả báo đời trước đã che chở cho nó. Chợt có một đàn dê đi qua bãi thiêu, một con dê mẹ đi vào trong lùm ăn lá cỏ, thấy đứa bé liền quỳ xuống cho nó bú. Người chăn dê gọi mãi nó không chịu ra, cuối cùng chủ nó cầm gậy xông vào và bắt gặp được đứa trẻ, hớn hở đem về. Đến lúc này đứa trẻ vẫn chưa yên vì viên trưởng khố vẫn chưa chịu thua. Kali lại được lệnh chuộc nó từ người chăn dê và leo lên ngọn dốc đá cao, ném nó xuống sườn núi. Nó sẽ va vào vách đá rồi rớt xuống khe núi tàn sát, nhưng dọc sườn núi lại có một bụi tre dày. Đứa bé rơi xuống ngay giữa đám tre như rơi trên một niệm lông dê. Ngày hôm đó, người trưởng nhóm bán tre vừa nhận được mối hời, và khi ông cùng con trai đi vào bụi tre định chặt thì đứa bé bị tre lay động bật khóc. Ông ngạc nhiên vội kêu lên xem thì thấy ngay một bé trai. Ông lại hân hoan mang về nhà. Kali lại đi chuộc đứa bé một lần nữa. Sau một thời gian, đứa bé vẫn sống mạnh khỏe đến lớn. Nó tên là Go-sa-ka, nhưng cũng còn là cái gai trước mắt của viên trưởng khố,
ông vẫn tìm mọi cách để giết cậu bé này. Lần này, ông đích thân đến gặp một người bạn làm nghề gốm, đưa trước 1.000 đồng tiền và dặn dò như sau. Tôi có một đứa con trai và sẽ gửi nó đến cho anh. Anh hãy để nó trong một phòng kín, lấy búa bén, băm nó ra từng mảnh, rồi thảy vào lò nung đốt hết. Đây là 1.000 đồng tiền như đã giao hẹn. Xong việc, tôi sẽ thưởng thêm cho anh xứng đáng. Thợ gốm đồng ý. Về nhà, viên trưởng khố gọi Gosaka lại và sai đến nhà thợ gốm. Hôm qua ta có nhờ thợ gốm làm một tí việc cho ta. Hãy đến bảo ông ấy hoàn tất mà việc cha đã giao ngày hôm qua. Dạ thưa dân. Dạ, Gosaka đã lên đường, rời khỏi nhà một quãng thì anh gặp con trai nuôi của viên trưởng khố đang chơi bắn bi với chúng bạn. Nó chặn Gosaka lại hỏi, mày đi đâu vậy? Tôi mang lời của cha đến cho người thợ gốm. Để tao đi, mấy đứa này ăn hết tiền của tao rồi, mày đánh ăn lại cho tao đi. Không, tôi sợ cha lắm. Đừng có sợ, tao sẽ nói cho. Tao đã thua nhiều tiền lắm rồi, mày chơi cho đến lúc nào tao về, ráng ăn lại số tiền của tao nha. Gosaka bắn bi rất giỏi, nên anh nuôi cứ nài nỉ mãi. Cuối cùng Gosaka bằng lòng, và đúng như giao hẹn, người thợ gốm giết người đưa tin rồi ném thay vào lò nung. Gosaka chơi suốt ngày chưa mới về. Viên trưởng khố ngạc nhiên hỏi ngay, mày về rồi đó ư? Gosaka liền kể lại, mặt viên trưởng khố tái nhợt như mất hết máu gầm lên, trời ơi! Viên trưởng khố không thể nào nguôi ngoai nổi khi thấy mặt của Gosaka, nên cứ phải tìm cách giết cậu ta. Lần này, ông sai cậu mang lá thư đến cho người quản lý trong ngôi làng của ông. Trong thư ông ta dặn, hãy giết cậu ta đi, rồi liệng xuống hầm phân. Lá thư được cột ở viền áo của Gosaka. Cậu ta không biết chữ, vì từ khi chào đời đến khôn lớn, viên dưỡng khố không cho cậu ta đi học. Với lệnh giết mình, cậu xin cha lương thực để lên đường. Người cha ác nghiệt, bảo rằng trên đường đi tới làng đó, qua một làng có người bạn của ông làm quản khổ và hãy ăn ở đó rồi đi tiếp. Đến nơi, Gosaka hỏi nhà của người quản khố và gặp được bà vợ, biết đó là con trai của người bạn mình. Bà có cảm tình ngay với chàng trai. Viên quản khố này có cô gái chừng 15-16 tuổi, xinh đẹp tuyệt vời. Cô hân hoan hỏi thăm về chàng trai. Khi biết chàng trai đang nằm ngủ với lá thư nơi viền áo, cô lén đi xuống gỡ lấy lá thư, mang về phòng đóng cửa, mở cửa sổ và đọc thư. Xem xong cô gái buột miệng. Ôi, anh chàng ngốc ra đi dưới lệnh giết mình. Nếu mình không lén đọc thư trước, chắc hẳn anh ta đã bị giết rồi. Thế rồi cô xé phần lá thư ra và viết một cái khác, nhại giọng viên trưởng khố. Đây là Gosaka, con tôi. Hãy kiếm lễ vật từ trăm ngôi làng của ta cho nó, sửa soạn lễ cưới cho nó với con gái viên quản khố vùng này. Xây một ngôi nhà 2 tầng, ngay giữa làng cho hai vợ chồng nó. Nơi ở có tường bao quanh và có người canh gác bảo vệ cẩn thận. Xong việc hãy báo tin cho ta rằng đã làm đúng như vậy, ta sẽ hậu thưởng xứng đáng. Xong, buộc lá thư vào viền áo cho chàng trai như cũ, ngủ nguyên một ngày. Gosaka thức dậy ăn uống lấy lại sức rồi đi tiếp. Sáng hôm sau, chàng đi đến ngôi làng, nơi mà viên quản lý trong ngôi làng của cha nuôi cư ngụ. Chào hỏi xong, chàng trao ngay bức thư của viên trưởng khố. Viên quản lý xem xong thư thì reo lên mừng rỡ, và ra lệnh cho gia nhân chở gỗ và các vật liệu xây dựng khác đến cất một ngôi nhà 2 tầng ngay giữa làng như lời dặn trong thư. Rồi ông mang lễ vật của trăm ngôi làng đến nhà viên quản khố cách đó không xa để xin làm lễ cưới. Đồng thời ông cũng báo tin cho viên trưởng khố thành phố biết là mình đã làm đúng như vậy. Viên trưởng khố nhận được tin xây nhà và cưới vợ cho Gosaka muốn bật ngửa, chỉ còn biết than thầm. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, phần đau buồn vì con nuôi chết, phần đau tức vì mưu kế bị sụp đổ. Lòng ông lúc nào cũng như lửa đốt và còn sinh ra triệu chứng tiêu chảy. Ông vẫn không hạ được cơn tức tối về Gosaka. Bằng mọi giá ta không để cho thằng khốn nạn này thừa kế gia sản. Và ông sai viên thư lại, phái người gọi Gosaka về, nhân cơ hội sẽ giết chết anh. Con gái viên quản khố bây giờ đã là vợ của Gosaka, đã dặn trước đám gia nhân. Khi có ai từ viên trưởng khố ở thành phố đến, hãy báo cho cô ta biết trước khi nói với Gosaka. Vì thế khi người của viên thư đến,
cô liền chặn lại hỏi thăm. Người này thật thà cho biết là viên trưởng Khố bệnh tình chưa đến mức trầm trọng, nhưng lại muốn gặp Gosaka. Cô vợ không để cho Gosaka biết, ra lệnh cung cấp cho người này chỗ ở, tiền công và bảo y hãy ở lại đi. Khi nào cô ta sai y thì hãy đi. Viên trưởng Khố đợi mãi không thấy người nhắn tin trở về, bèn phái thêm người đi nữa. Cô vợ làm y như trước. Khi đến người thứ ba thì bệnh tình của viên trưởng Khố đã trở nặng, không ăn uống được gì, nằm liệt giường. Cô liền cho Gosaka hay và khuyên chàng mang vật phẩm từ trong ngôi làng về thăm cha. Nhưng khi vật phẩm được chở tới khá nhiều, nếu chất hết mọi thứ lên xe cùng đi, e rằng sẽ chậm trễ. Do đó cô gái bảo chồng nên để lại nhà, chỉ có hai vợ chồng đi và không quên dặn rằng: anh nhớ đứng đằng sau chân cha, còn em sẽ đứng bên gối nằm của ông. Và khi vào nhà, cô ra lệnh cho gia nhân của mình đứng cạnh ngay ở phía trước và phía sau nhà. Viên trưởng Khố nằm trên giường bệnh, có viên thư lại báo cho ông biết là con trai và con dâu đã về. Khi biết rằng Gosaka đang đứng dưới chân mình, ông gọi viên thủ quỷ đọc cho ông ta nghe số tài sản và lợi tức của mình như sau. Giả tiền mặt là 400 triệu đồng, còn có những ngôi làng, đất ruộng, người hầu, súc vật, xe bò, xe ngựa, tổng cộng chừng ấy và chừng ấy. Viên trưởng Khố nghe qua định nói: tất cả tài sản này ta không cho con trai ta Gosaka, nhưng lại nói nhầm thành ta cho. Cô vợ Gosaka nghe xong nghĩ rằng nếu ông ta nói lại lần nữa e sẽ khác đi. Vì thế cô giả vờ như quá đau buồn, bứt tóc kêu khóc: cha thương yêu, cha nói thật chứ, dù vậy chúng con cũng thật là bất hạnh khi nghe những lời của cha. Rồi với vẻ sầu khổ cực, cô ngã lên người ông, đập đầu vào ngực ông, khiến ông ta không thể nói thêm được gì nữa. Viên trưởng Khố chết trong lúc ấy, người ta đi báo tin cho vua Odena biết. Vua tổ chức tang lễ xong, liền hỏi về con cái của viên trưởng Khố, biết ông ta có một người con trai tên là Gosaka và đã giao hết tài sản cho vợ chồng anh. Cô gái nghèo đem lòng yêu nhà sư. Có một hôm mùa hè nóng bức, đại đức Hữu Sự đi đường xa, lúc trở về kỳ viên Tịnh Xá, ánh nắng gai gắt như đốt cháy thịt da, khiến đại đức khát nước khô cổ, mồ hôi nhễ nhại. Vừa lúc ấy có một thiếu nữ đang xách nước xuất hiện như một cứu tinh. Quá vui mừng, đại đức đến gần và lên tiếng: này tín nữ, bần đạo đi đường xa nên khát nước, nếu không thấy phiền, xin tín nữ vui lòng cho bần đạo ít nước giải khát. Nghe lời nói vô cùng lịch sự, tao nhã, thiếu nữ ngước lên nhìn, nàng giật mình mất bình tĩnh, vừa bước lui vừa nói: thưa đại đức, tôi không dám dâng nước cho đại đức đâu, đại đức cũng không nên uống nước này, vì đại đức là dòng dõi quý tộc, còn tôi là dòng nô lệ thấp hèn. Tín nữ không nên nghĩ như vậy, bần đạo là người vô giai cấp, bần đạo là thích tự sa môn, chứ không phải vua chúa, bà la môn, thương gia hay lao động, mà chỉ là một con người như tín nữ vậy. Tôi chỉ sợ làm hoang ố đến đại đức, vì đại đức nhận nước từ tay người khác giai cấp, mà cái ấy lại là tôi, một giai cấp hèn hạ, nô tỳ, và chính cá nhân tôi cũng bị đắc tội. Chớ thực ra tôi đâu tiếc rẻ gì với đại đức. Nàng trả lời với giọng nghẹn ngào xúc động: tín nữ này, sự quan ố và tội lỗi không bao giờ có nơi người nặng lòng từ bi và nhiều nhân ái. Sự hoang ố và tội lỗi chỉ có trong hành vi bất thiện. Như vấn đề này, bần đạo là người xin nước, tín nữ là người thí nước, tất cả đều là hành động đạo lý, mà là hành động đạo lý thì không thể bị hoang ố và có tội. Trái lại, nó là chất nước trong sạch để tẩy rửa những vật dơ bẩn. Nàng cảm thấy thấm thía ngọt ngào qua lời nói vừa thành thật vừa hữu lý của đại đức. Đấy là lần đầu tiên trong cuộc đời bất hạnh của nàng, nàng mới được nghe. Nhất là lời nói đó lại xuất phát từ con người mà đời cho là thượng lưu quý tộc. Bàn tay dịu dàng, trịnh trọng đổ nước vào bát của đại đức trong tư thế quỳ một chân. Còn đại đức thì đứng cúi xuống nhận nước và uống một cách ngon lành. Nàng ngước nhìn đại đức uống nước mà niềm vui ngập tràn cả tâm hồn. Uống nước xong, đại đức chúc phúc, cầu cho tín nữ được nhiều hạnh phúc. Nàng nghiêng thùng nước và mời: bạch đại đức, xin đại đức uống thêm cho thật hết khát. Vừa đủ rồi tín nữ ạ.
Bạch Đại Đức, làm sao tôi có hân hạnh được biết quý danh của Đại Đức đây? Tín nữ có từng nghe Ananda, thị giả của Đức Phật bao giờ chưa? Dạ có từng thấy mặt không? Dạ không, chính tín nữ đang tiếp chuyện với Ananda đó. Nàng bàng hoàng và vui sướng ngập lòng, quả thật nàng chưa bao giờ dám ước mơ được thấy mặt con người bằng xương bằng thịt, huống chi được hầu chuyện cùng Đại Đức thị giả của Đức Thế Tôn. Hào quang của sự sung sướng tỏa chiếu ra ngoài sắc mặt và ánh mắt. Nàng nói thật nhẹ, giọng nói hơi run run. Và bạch Đại Đức, thật là một diễm phúc lớn cho tôi khi được gặp Đại Đức, người có giới hạnh, có danh vị mà tôi cứ tưởng là mình đang nằm mộng. Đại Đức Ananda từ giả nàng và trở về kỳ viên tịnh xá. Được một đôi đường, Đại Đức nghe tiếng chân người ở phía sau, quay lại nhìn thì thấy thiếu nữ ban nãy. Đinh Ninh, nhà cô ta ở cùng đường, nên Đại Đức cứ tiếp tục đi, không nghi ngờ gì cả. Nhưng khi đến gần cổng chùa thì còn ngã rẽ. Đại Đức quay nhìn lại, vẫn thấy nàng ta lẻo đẻo theo sau, cặp mắt nhìn mình đắm đuối. Bèn dừng bước, chờ nàng đến gần và hỏi, tín nữ đi về đâu? Dạ, tôi đi về chùa Kỳ Viên. Tín nữ vào đó để làm gì? Dạ, để được gặp Đại Đức và trò chuyện với Đại Đức. Tín nữ không nên vào đây nếu không có lý do chính đáng, vì đây là chỗ của chư tăng. Tốt hơn tín nữ nên về nhà. Tôi không về nhà nữa, tôi thương Đại Đức, đời tôi chưa bao giờ gặp ai khả kính hoặc khả ái như Đại Đức cả. Thật tội cho tín nữ quá, tại sao tín nữ lại thương một người như Bần Đạo, trong khi tình thương yêu của Bần Đạo đã hiến dâng trọn vẹn cho Đức Tôn Sư rồi. Thú thật với tín nữ, trái tim Bần Đạo không còn khoảng trống, Bần Đạo cũng không thể chấp nhận tín nữ như người giúp việc, vì điều này Đức Tôn Sư đã cấm chỉ. Bần Đạo thông cảm nỗi lòng của tín nữ, song Bần Đạo không thể vượt ra ngoài khuôn khổ luật định. Xin tín nữ hãy về đi, không khéo chư vị tỳ kheo sa di thấy được thì họ sẽ chê trách Bần Đạo. Vả lại nơi đây rất gần hương thất Đức Bổn Sư, tín nữ hãy nên tự trọng. Đêm ấy nàng Kokila trằn trọc thao thức suốt canh trường, mở mắt thì nóng rát mệt mỏi, nhắm mắt thì hình ảnh Đại Đức Ananda lại hiện lên như thiên thần bất tử. Giác quan thứ sáu của nàng gần như không còn đối tượng ngoại trừ hình ảnh của Đại Đức Ananda. Nàng tâm niệm tên Đại Đức liên tục không gián đoạn, như tín đồ hoang đạo niệm hồng danh Đức Bổn Sư. Thỉnh thoảng hình ảnh từ bi thanh tịnh của Đức Bổn Sư hiện lên trong tiềm thức và nàng cũng cảm thấy yên tịnh đôi phần. Nàng cũng có cảm giác của khách lữ hành giữa trưa hè nắng gắt được núp bóng tàn cây, nhưng cuối cùng hình ảnh từ bi thanh tịnh của Đức Phật mờ dần, nhường cho hình ảnh khả ái của Đại Đức Ananda ngự trị. Tội nghiệp, nàng hoàn toàn bất lực trước trận giặc tình nên đã tự mâu thuẫn với nỗi niềm riêng. Tiếng gà gái đã sang canh, tiếng gái thúc giục liên hồi báo hiệu bình minh mới. Gió mãi thổi hơi sương luồn qua cửa sổ, khiến nàng cảm thấy phấn khởi và tỉnh táo. Nàng đứng lên, cởi bỏ áo choàng, chuẩn bị thức ăn sáng cho chủ. Mặc dù bận rộn, nàng vẫn không quên được hình bóng của Đại Đức Ananda. Nàng thầm van vái thần linh, xu khiến cho Đại Đức sáng nay đi khất thực ngang qua nhà nàng đang ở. Nắng mai khiến nàng dễ chịu, làm xong bổn phận, nàng ra đứng trước cửa, cặp mắt mơ màng nhìn xa xăm. Bỗng nàng trông thấy một vị tỳ kheo, tay ôm bình bát, mình mặc áo cà sa đang đi khất thực, tiến tới nhà nàng. Một ý nghĩ khác thường thoáng hiện qua tâm thức, khiến nàng sung sướng như bắt được vàng. Tỳ kheo ni, ta sẽ xuất gia làm tỳ kheo ni, sẽ được ở gần kỳ viên tịnh xá, sẽ có cơ hội gặp gỡ chuyện trò với người thương. Quyết định xong, nàng xin nghỉ việc, đến chùa bái kiến Đức Thế Tôn và xin xuất gia. Đức Thế Tôn thấy rõ thiện duyên thánh quả của nàng nên ngài hoan hỷ chấp nhận và cho ở chung với ni chúng gần kỳ viên tịnh xá. Sau khi xuất gia, từng ni cô tích cực học tập, lào thông kinh luật, hạnh kiểm trang nghiêm, thu thúc lục căn, sống hòa mình, có kỷ cương và rất đẹp lòng ni chúng. Yếu tố giúp nàng thành công trong nếp sống phẩm hạnh
là đức tính trầm lặng. Mặc dù tinh tiến vượt bậc, nhưng nàng không tránh khỏi những xao xuyến khi Đại Đức Ananda đến dạy đạo tại Ni Viện mỗi buổi chiều. Có một lần, nàng được nghe Đức Bổn Sư thuyết pháp về phiền não là tham ái, sân hận và si mê. Ngài dạy, cả ba thứ phiền não đều thiêu đốt chúng sanh thường trực, nhất là hạng chúng sanh chịu dưới quyền sai sử của nó. Nhưng tính chất khinh trọng khác nhau, tham ái tội nhẹ, khó diệt, sân hận tội nặng dễ trừ, si mê vừa nặng tội vừa khó dứt. Người xuất gia, mặc dù cuộc sống xa cách tham ái, nhưng nếu tâm hồn còn bị sai sử, thì con đường giải thoát vẫn còn ngưng trệ. Ví như khúc gỗ tươi, dù để nơi khô ráo, cũng không phải là nhiên liệu phát hỏa. Nghe xong bài pháp, nàng lãnh hội trọn vẹn và cảm nhận sâu xa. Nàng tự thấy hổ thẹn, vì thấy mục đích xuất gia của mình không phải để tẩy trừ phiền não hoặc để liễu ngộ niết bàn, mà chỉ vì muốn được gần gũi với người mình thương. Quả thật mình đã hành động liều lĩnh, thiếu sáng suốt. Vì như thế có khác nào để dầu gần lửa, tránh sao cho khỏi bốc cháy một sớm một chiều. Một hôm, nàng đưa một cô ni bạn đến gặp Đại Đức. Vốn bổn tánh nhã nhặn lịch sự, Đại Đức tiếp nàng rất niềm nở, đạo tình. Nàng sung sướng và vui mừng khôn xiết. Nàng cảm thấy cuộc đời tươi sáng, đáng yêu và đáng sống. Tâm trạng nàng như hoa xuân đang nở rộ, như lúa trổ gặp mưa. Nhưng trước khi ra về, Đại Đức nhắc khéo. Này cô, từ nay nếu không có lý do chính đáng, thì cô đừng nên đến đây. Còn nếu có điều chi thắc mắc liên quan đến giáo lý, thì nên hỏi. Khi tôi đến dạy đạo tại quý viện, đêm ấy nàng đã khóc rất nhiều, có lẽ nước mắt đã chảy suốt đêm trường. Nàng cảm thấy vừa buồn khổ, vừa tủi hờn, vừa đau đớn. Sự đau khổ trào dâng, nàng uất nghẹn nói một mình đứt quãng. Phải mà, ông ta có bao giờ nghĩ đến mình đâu, lòng dạ gì mà như sắt đá. Một ni cô ngủ gần, nghe tiếng nấc giữa đêm khuya, bèn lật đật đến hỏi. Cô Kỳ La à, có sao không? À, không có sao. Sumika, tôi vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Thành thật cảm ơn Sumika đã thương tình lo lắng cho tôi. Đức Phật dạy, người rải lòng từ bi sẽ không nằm thấy ác mộng. Cô Kỳ La, có đọc từ bi quán trước khi ngủ không? À, vậy là trước khi ngủ phải rải lòng từ bi thì sẽ không nằm mơ thấy ác mộng phải không? Phải. Đêm nay trước khi ngủ tôi đã quên không đọc từ bi quán. Tôi thành thật xin lỗi vì đã vô tình làm kinh động giấc ngủ của Sumika. Khi Sumika đi rồi, cô Kỳ La nghĩ đến thân phận bèo bọt của mình. Quả thật đời nàng là một chuỗi dài bất hạnh. Lúc chưa xuất gia thì nàng là một kẻ nô tỳ bằng thể xác. Đến khi được xuất gia thì nô lệ bằng tâm hồn. Thật vậy, người bị mắc bẫy tình thì tha nhân không gỡ được mà phải tự lực giải thoát. Nàng chợp mắt trong trạng thái uể oải, mòn mỏi khi trời gần sáng. Đức Phật và hạt cải. Thuở Phật còn tại thế, có một thiếu nữ dáng vẻ mảnh khảnh, ốm yếu, nghèo khổ, sống tại thành Xá Vệ, tên là Kisa, có nghĩa là cô gái ốm yếu. Khi lớn lên, cô cũng có chồng như bao người con gái khác, nhưng bị mọi người bên chồng khinh bỉ, coi thường vì cô thuộc giai cấp hạ liệt, thấp kém, ở đợ làm mướn. Khi đứa con trai đầu lòng ra đời, cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi. Cô được mọi người bên chồng đối xử tốt đẹp và quý mến hơn. Nhưng bất hạnh thay, chẳng bao lâu sau đứa con của cô qua đời vì cơn bạo bệnh. Đứa con chết làm người con gái ấy gần như điên loạn. Dù đau khổ đến tột cùng, cô vẫn hy vọng sẽ có người cứu được đứa con của mình sống lại, nên ôm xác con đi tìm thầy cứu chữa. Nhìn cảnh tượng Kisa thảm não, thức tha thức thiểu, lê từng bước chân để tìm thuốc cải tử hoàn sinh cho con mình. Mọi người chỉ biết nhìn theo ngậm ngùi, thương tiếc. Việc cứu sống đứa trẻ là điều không thể được mà người con gái ấy vẫn nuôi hy vọng. Có người vì quá xót thương nên đã hướng dẫn cô đến gặp Như Lai Thế Tôn, mong nhờ Đức Phật tế độ. Khi đến, cô tha thiết cầu xin Như Lai Thế Tôn cứu sống cho con mình. Biết được nhân duyên sâu xa, Đức Phật liền hứa sẽ giúp cô cứu sống đứa trẻ. Nghe vậy, lòng cô dâng trào lên niềm hy vọng vô biên. Cô nghĩ con mình chắc chắn được cứu sống. Chờ cho nhân duyên đã chín mùi, Đức Phật liền chỉ dạy.
Này thiếu nữ, con hãy đến nhà nào chưa từng có người chết, xin về đây cho ta vài hạt cải. Ta sẽ cứu sống đứa bé cho con. Tình chắc chắn rằng con mình sẽ được cứu sống nếu như có vài hạt cải. Cô liền phấn khởi ra đi, trong lòng mừng thầm vô hạn. Những nhà chưa có người chết, hạt cải thì nhà nào cũng có. Cô nghĩ như thế nên sung sướng đến tột cùng. Lòng tràn đầy hy vọng vì nghĩ rằng lát nữa thôi con trai của cô sẽ sống lại. Tuy nhiên quả thật, hạt cải thì nhà nào cũng có, nhưng tìm một gia đình không có người chết thì quả thật không hề dễ. Cô thất thà thất thiểu đi hết làng trên xóm dưới, khắp hàng cùng hốc hẻm, nhưng không tìm ra được một gia đình nào không có người chết theo như yêu cầu của Như Lai Thế Tu. Quá thất vọng và mệt mỏi, cô ngã quỵ bên lề đường, trên tay vẫn còn ôm chặt xác của con mình. Thế là bao nhiêu hy vọng không còn nữa. Cô nhìn con với lòng trìu mến, dù xác đứa bé đã cứng đờ, bà khóc nức nở. Cảnh tượng thương tâm phủ đầy trong lòng cô. Bỗng nhiên, tâm trí cô lóe lên một tia sáng. Cô hiểu rằng, trên đời này ai rồi cũng sẽ phải chết. Đau thương mất mát là một sự thật của kiếp người. Yêu thương mà phải xa lìa đó là một nỗi khổ. Niềm đau có hợp phải có tan, đó là định luật nhân duyên, nhân quả của cuộc đời. Trong sự đau khổ tột cùng, cô đã nhận ra, có sinh là có tử, ai rồi cũng phải lần lượt như vậy. Chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. Từ trong nhận thức sáng suốt đó, cô không đi tìm hạt cải nữa, mà đem xác con mình vào rừng chôn cất, rồi thanh thản trở về bên Đức Phật. Kính bạch Thế Tu, con đã tìm ra hạt cải của sự vô thường rồi. Con đã đưa xác đứa bé bỏ vào rừng, bây giờ con cảm thấy trong lòng thật thoải mái và nhẹ nhõm hơn. Nhân đó, Đức Phật khai thiện đạo lý duyên sinh trong cuộc sống cho cô nghe. Trên đời này, có sinh là có tử, yêu thương xa lìa khổ, không có cái gì là cố định cả. Tùy theo nhân duyên, tùy theo điều kiện mà nó thay đổi, sớm hay muộn mà thôi. Nhân đây, cô đã được chứng quả dưỡng lưu, tức là đã vào dòng thánh. Từ nay về sau, không còn đọa vào ba con đường ác, địa ngục, ngã quỷ và súc sinh. Sau đó, cô phát tâm xin Đức Phật cho xuất gia làm tỳ kheo ni. Nhờ luôn siêng năng, tinh tấn tu hành, cuối cùng cô đã chứng quả A-la-hán. Khổ đau luôn bám víu thân phận con người. Khổ đau về vật chất, như thiếu cơm ăn, áo mặc, rồi đến cái khổ vì già, bệnh chết. Ngày xưa, người ta hay cố gắng luyện thuật trường sinh bất tử để sống đời. Nhưng có ai không chết bao giờ đâu. Hại người thành hại mình. Xưa có một người thù địch với một người khác. Anh nghĩ không ra phương pháp báo thù, cứ uất ức trong lòng mãi, lúc nào cũng không vui. Có người hỏi, sao mà anh uất ức buồn rầu vậy? Anh ta trả lời, vì có một người thường hay nói xấu tôi thậm tệ, tôi tức giận vô cùng. Tôi hằng nghĩ cách để phục mối hâm thù này, nhưng nghĩ mãi không ra, cho nên tôi tức giận và buồn khổ vô cùng. Người kia nói, có thể đọc được một câu chú bí mật thì người kia chết tức khắc. Nhưng kỳ chú này sẽ có một triệu chứng rất nguy hiểm, nghĩa là sau khi kỳ xong, thân anh phải chết trước. Tôi vẫn thấy tốt hơn là anh đừng trì, để khỏi thảm cảnh người thù chưa bị hại mà chính anh đã bị hại rồi. Người kia nghe thế không cần tính toán suy nghĩ gì cả, mà hết sức vui mừng. Vậy xin ông ấy làm ơn nói cho tôi cầu thần chú đó, tâm muốn báo thù của tôi thật mãnh liệt vô cùng, miễn sao kẻ thù của tôi có thể chết, dù thân tôi có chết trước. Tôi vẫn vui lòng. Một kiếp người ngẫm cho cùng cũng thật là ngắn ngủi phù du. Có nhiều người ta mới gặp hàng thuyên tâm sự chưa được bao lâu thì nay họ đã ra người thiên cổ. Vậy thì gây thù kết oán với nhau làm chi, khiến đời sống của mình sinh thêm phiền não. Tại sao mỗi người không sẵn sàng mở rộng vòng tay để yêu thương và giúp đỡ nhau, để đối xử tốt với nhau, cho cuộc đời được tăng thêm phần ý nghĩa. Ta được bắt chước những kẻ có bản tính hung hăng, lúc nào cũng thích gây sự với người khác. Những người hung ác như vậy thì đâu được ai ưa. Trái lại, người ta còn tìm cách xa lánh. Ta nên biết nhường nhịn nhau để sống. Một sự nhịn chính sự lành. Vẫn biết con người dù hiền đến đâu cũng có lúc nổi giận vì bản chất con người có sẵn. Hễ bực mình thịnh nộ là giận. Giận cũng là bản tính bình thường. Nhưng nếu khi giận mà biết dằn cơn giận của mình xuống, kiềm chế được thì là điều tốt.
dần dàng có câu no mất ngon, giận mất khôn. Vì khi cơn giận nổi lên thì ta chẳng khác nào người khùng, mặt mày đỏ như gấc chín, mắt long lên dữ tợn, dáng vẻ hung hăng, chỉ muốn đập phá cho hả giận. Vì vậy trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có dạy, ngọn lửa tham sân si đốt cháy muôn ngàn công đức. Vì vậy nếu không khéo nhường nhịn thì hậu quả xấu tất nhiên sẽ xảy ra. Gieo nhân nào thì gặt quả đó là điều tất yếu. Muốn sống được yên vui hạnh phúc, ta cũng đừng nên gây thù chuốc oán với ai. Mình chịu nhường nhịn để người có lỗi sẽ có lúc nhận ra được lỗi lầm của họ, quay đầu là bờ. Ta hãy tu tập đức hạnh nhẫn nhục để hóa giải những khổ đau cho chính mình và cho người khác. Nhưng cũng không ít người vì lòng sân hận sai khiến hủy hoại thân mình một cách đáng thương. Họ bị lòng sân hận dẫn dắt đưa mình vào con đường hại mình, hại người một cách vô cùng đáng thương và bi thảm, để rồi mãi trầm luân vĩnh kiếp không thôi. Xin chắp tay nguyện cầu tha lực của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền, giúp họ mau mau cảnh tỉnh, dùng pháp từ bi thanh tịnh, hòa bình để tu sửa, đối trị thân tâm, khiến cho mọi người trên cuộc đời đều được an vui tự tại. Cả hai nhà ở cạnh nhau, hai bác ba thọ sống rất hòa thuận vui vẻ. Nhà chú Năm Thao thì ba ngày có một trận cãi nhau to, năm ngày một phen ầm ĩ, đến gà bay chó nhảy, nhà cửa chẳng yên, không có gì yên bình cả. Một hôm, chú Năm Thao vì hiếu kỳ chạy sang nhà bác ba thọ hỏi thăm. Nè, sao nhà anh không có nghe một tiếng cãi nhau, sống lại hòa thuận, vui vẻ vậy? Bởi vì người nhà của tôi, ai cũng tự nhận mình là người xấu, do đó mới nhẫn nại với nhau, cho nên cuộc sống mới được an ổn vô sự. Còn nhà anh, ai cũng cho mình là người tốt, do đó thường xảy ra tranh luận không thôi, và thường thường đánh nhau. Vậy đây là đạo lý gì? Thí dụ như, trên bàn để một chén trà và có người muốn làm cho nó bể tan đi, chẳng những không chịu nhận lỗi, mà còn phùng mang trợn mắt mắng lớn, ai để chén trà ở đây? Người để chén trà cũng chẳng chịu thua cãi lại, tôi để đó thì sao? Tại anh vô ý làm cho nó bể tan thôi. Hai người chẳng nhường nhau, và tự cho mình là người tốt, khư khư không bỏ được, và đương nhiên phải xảy ra cảnh đánh nhau. Nhưng ngược lại, người làm tách trà bị bể, nếu như có thể nhỏ nhẹ nói, dạ xin lỗi, tại tôi vụng về nên làm bể tách trà. Nếu đối phương nghe xong mà đáp lại rằng, về điều này thì cũng không thể trách anh được, đáng lý tôi không nên để đó. Nếu như hai bên đều nhận lỗi của mình và nhường nhịn lẫn nhau, thì làm sao có cãi vã được? Nếu như trong cuộc sống, ai cũng có tuệ giác để có thể soi sáng và dẹp bỏ bản ngã, biết hạ mình trước người khác để nói lời xin lỗi, tôi làm, có thể tự cho mình là xấu. Thực hành đức hạnh nhẫn nhục, bỏ ra ngoài tai những lời khen chê của người khác. Trừ khi những lời chê đó là đúng, thì nên theo đó mà sửa mình. Và có những phút giây, chúng ta phải ngồi lại thiền quán để nhận biết những chuyển biến trong dòng tư tưởng và xóa bỏ mọi thứ một cách hiểu biết. Có chánh niệm như một dòng chảy, có chánh niệm như một dòng nước chảy xuống liên tục và nối tiếp, để rồi ta có thể sẵn sàng nhường lại những hạnh phúc cho người khác. Nếu những cái xấu đó có ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, làm cho họ không vui, không được hạnh phúc, thì ta xin nhận lãnh, thường khen người, tôn trọng người để học tập hạnh tự ái. Từ chối nhượng bộ, chịu thua mà có thể rèn luyện tâm tánh, dùi mài được ý chí lớn lao, trải lòng thương với mọi người xung quanh, làm rộng lớn tâm lượng của mình. Nếu mọi người đều thực hiện được như vậy, thì nhất định là gia đình sẽ hạnh phúc và xã hội sẽ an vui. Một đồng tiền vàng, 2000 bài học. Ngày xưa có một vị cao tăng, râu tóc trắng như cước, xuống núi Vân Du. Ông bước đi như chòm mây nhẹ trôi, chẳng mấy chốc đã đi đến được kinh thành. Đột nhiên, chân ông vô tình va vào vật gì kêu ken ken, đó là đồng tiền vàng. Ông thầm nghĩ, cái này chẳng có tác dụng gì đối với cuộc sống của một tăng sĩ, nhưng hẳn là gia tài của một người nghèo, vậy ta sẽ tặng cho người nào đó cần đến nó. Cao tăng gặp một bà cụ già, cả ngày ngâm tay trong nước để giặt thuê kiếm sống, ông bèn tặng cho bà cụ đồng tiền vàng. Bà cụ mỉm cười cảm ơn và từ chối. Hằng ngày tôi giặt thuê vẫn đủ sống, vẫn còn để được 3 xu mỗi ngày.
Cao Tăng gặp một chàng thư sinh trong túp lều nhỏ đang say sưa đọc sách. Ngoài chiếc án thư và mấy quyển sách ra thì không có đồ đạc gì đáng giá. Ông bèn tặng cho anh học trò nghèo đồng tiền vàng. Anh chàng thư sinh vòng tay cúi thấp, người tỏ lòng cảm ơn Cao Tăng rồi nói: "Còn dành thời gian để đọc sách, nên mỗi tuần đi núi kiếm củi 2 ngày đủ sống cho cả tuần rồi. Cụ già rồi, cụ cứ giữ lấy sau này cần dùng đến." Cao Tăng gặp một cô gái bại liệt đang ngồi đan len ở bên cửa sổ, bên cạnh là đứa em trai nhỏ tuổi đang tập viết. Ông bèn tặng cho hai chị em đồng tiền vàng. Cô gái dừng tay đan, trong khi cậu em vẫn cắm đầu hí hoái viết chữ không hề hay biết. Gương mặt thanh tú của cô gái sáng bừng lên. Đồng tiền vàng này có thể giúp hai chị em con sống vài năm, nhưng hàng ngày con đan len cũng đủ sống và nuôi em trai ăn học rồi. Cảm ơn cụ, cụ có thể dành tặng cho người cần đến đó. Đến sẩm tối, Cao Tăng vào nghỉ ở một ngôi miếu hoang. Vừa ngồi nghỉ một lát thì từ bên ngoài có bóng người nhỏ bé, chân đi cà nhắc, chống nạn đi vào. Thì ra đó là một thanh niên tàn tật vô gia cư. Cậu thanh niên tàn tật ái ngại nhìn Cao Tăng và hỏi: "Cụ đã ăn gì chưa? Con còn nắm cơm đây, xin mời cụ. Con cũng vừa ăn một chút rồi." Cao Tăng cảm ơn và ăn ngon lành, rồi hỏi về cuộc sống của cậu thiếu niên. Cậu nói: "Hằng ngày con đến quảng trường chơi đàn và hát cho mọi người nghe. À, nhiều người đã tặng con những đồng xu, con đều cố gắng dành ra một chút." Nói xong, cậu tập tễnh đi vào trong lớp. Một lúc sau, cậu cầm túi vải nhỏ, đưa ra cho Cao Tăng và nói: "Con tặng cụ số tiền này." Cao Tăng nói: "Tà có một đồng tiền vàng vốn có ý tặng cậu, nào ngờ cậu cũng không phải là người thiếu thốn cần đến nó." Sáng hôm sau, Cao Tăng lên đường về núi, lòng vẫn canh cánh chưa tìm được người cần đến đồng tiền vàng. Giữa đường bỗng nghe thấy tiếng huyên náo của đoàn người ngựa và chiến xa từ phía sau ầm ầm tiến đến. Vị Cao Tăng tránh vào một gốc cây ven đường. Đi đầu là đoàn kỵ binh, cờ xí rợp trời, áo giáp sáng loà, đại đao trường kiếm, tuốt trần lấp lánh, phản chiếu trên ánh nắng mặt trời. Đi đầu là đoàn kỵ binh, cờ xí rợp trời, áo giáp sáng loà, đại đao, trường kiếm tuốt trần lấp lánh, phản chiếu ánh mặt trời. Tiếp sau là đoàn chiến xa, dài vài dặm cuốn bụi mịt mù. Dẫn đầu đoàn quân là vị quân vương, trẻ tuổi anh hùng, uy nghi như tướng nhà trời. Quân vương nhận ra, người ngồi dưới gốc cây ven đường chính là vị Cao Tăng già nổi danh, Cao Đạo trong toàn cõi. Nhà vua bèn xuống ngự bái kiến, quân vương nói: "Trẫm dẫn quân chinh phạt lương bang, mở màn bờ cõi, hoàn thành mộng bá nghiệp. Gặp Cao Tăng ở đây thật là nhân duyên hiếm có, xin hỏi ngài có báo vật gì chúc phúc cho quả nhân không?" Cao Tăng lấy đồng tiền vàng ra và trao cho quân vương. Nhà vua hai tay đón nhận, năng niu ngắm nghía. Bỗng nhà vua chao mài nói: "Đây chỉ là đồng tiền vàng bình thường, đâu có thể coi là báo vật." Cao Tăng gật đầu: "Đúng vậy, hạ thần từ hôm qua đến nay đi khắp nơi gặp bao nhiêu người, nhưng mong tìm được người cần đến nó để tặng. Hôm nay mới gặp được ngài, ngài mới chính là người cần đến nó." Nhà vua trẻ nhìn Cao Tăng và bối rối không hiểu. Cao Tăng tiếp lời: "Những người hạ thần gặp cả ngày hôm qua, ai nấy đều hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống hiện tại, hài lòng với những gì mà họ đang có. Thậm chí họ còn cảm thấy dư dả, còn sẵn lòng giúp cho người khác. Hôm nay hạ thần gặp bệ hạ, thấy bệ hạ vẫn còn muốn có thêm đất đai, của cải vàng bạc, có thêm nhân khẩu và vũ khí để tiếp tục mở mang bờ cõi, vẫn muốn đạt được cái danh bá chủ chư hầu. Hạ thần thấy chính bệ hạ mới là người cần đến đồng tiền vàng này." Nhà vua trẻ giật mình tỉnh ngộ, bèn hạ lệnh thu quân, rồi quỳ xuống bái Cao Tăng già làm thầy và xin làm đệ tử tại gia. Vua nguyện học được trí tuệ, đức hạnh và đạo hạnh cao thượng để phổ yên bách, tính rạng rỡ tổ tông, phồn vinh xã tắc. Từ đó hàng tháng, nhà vua trẻ đều dành ra vài ngày lên núi nghe giảng pháp. Bốn cõi yên bình, các nước chư hầu không đánh mà đến triều phục, xã tắc hương thịnh. Các thương nhân từ các nước xa xôi như Đại Kim, Đại Tống, Phù Tang, Cao Ly, Nam Vương, Ấn Độ, Ba Tư cũng tìm đến buôn bán.
tính thay nóng nảy, nhận quả báo nhức đầu thống khổ. Nghiêm đại cư sĩ là nhân vật khá nổi tiếng đối với các tu viện trong nước. Sở dĩ người ta gọi ông là đại cư sĩ do ba điều. Thứ nhất, ông rất giàu, sở hữu nhiều hãng tiệm khắp các thành phố lớn trong nước. Thứ hai, hồn tâm, in kinh, tạo tượng, cúng dường, bố thí cực kỳ mạnh. Thứ ba, tính khí nóng nảy, cũng bự, tương đương. Khi ông đến bái kiến Hòa Thượng Diệu Pháp, ông khoảng chừng 60 mấy tuổi, nhưng đầu tóc bạc trắng hết. Thoạt nhìn thấy ông chẳng có phong độ đại gia chi cả, ngược lại còn giống hệt một người làm công già thoái hưu. Ông mặc một cái áo lạnh màu lam, quần cũng màu lam nhưng nhăn nhúm, chân thì mang giày vải, mà giày thì cũng nhếch nhác, bề ngoài lôi thôi. Nhưng vì tôi nghe nhắc nhiều về thành tích của ông, vốn nổi danh là kẻ xem kim tiền như rác rưởi, tính rất hào phóng rộng rãi. Có người kể ông có một tượng Phật bằng vàng rất quý, chỉ cần khách đến thăm, tán thán ngưỡng mộ, ngợi khen là ông liền hai tay bưng tặng dâng cho. Hễ gặp kinh sách Phật giáo hay thì lập tức cho sắp xếp in ấn. Ông mà đến chùa nào thì chỉ cần phát hiện bàn ghế, chén mâm, vật dụng trong chùa không đủ dùng hay bị hư hao thì lập tức bỏ ra số tiền kết xù để ủng hộ. Sau này ông tuyên bố, bây giờ tôi không đưa tiền nữa mà tôi sẽ trực tiếp mua vật dụng, những thức ăn mà chùa cần, tôi sẽ đem tới. Bởi vì có một hôm, ông phát hiện trong tu viện có cư sĩ nhận tiền của ông xong, không những chẳng mua đồ mà còn biến mất tâm. Tôi cúng dường mà tạo nghiệp cho họ xuống địa ngục thì tôi cũng có tội, cho nên từ nay về sau tôi chỉ cung ứng đồ chứ không đưa tiền. Ông trợn mắt nói với vẻ rất tức giận, ông còn vì ngôi chùa nọ tạc một tôn tượng Quan Thế Âm cao 22 mét bằng gỗ thơm. Hòa Thượng Diệu Pháp mời ông ngồi, hiền hòa hỏi, sớm đã nghe nói về ông có chuyện gì mà muốn tìm ta, hiện tại ông đã thoái hưu rồi có phải không? Bạch thầy, hai chân con đi đứng khó khăn, cảm giác rất nặng, ngoài ra còn bị nhức đầu mấy mươi năm nay, đã đến chữa trị ở rất nhiều bệnh viện nổi danh trong nước lẫn ngoài nước, tốn bộn tiền nhưng không hiệu quả. Con cũng có bái tỉnh mấy vị Phật sống Tây Tạng, xin quán đỉnh cho, nhưng cũng không giúp được chứng nhức đầu. Hiện tại ông giao xí nghiệp cho các con tự quản, mình niệm Phật tới lui các tu viện, thực tế là muốn cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho bệnh thuyên giảm. Nếu không ông ăn ngủ đều phiền muộn, cho nên hãy phát cáo bực. Ông thành thực thưa với sư phụ, con thừa hiểu tiền tài thế lực dù lớn cũng không thắng nổi nghiệp lực, không giúp giải hết ưu tư, cho nên mấy năm nay con tận lực làm chút việc cho Phật giáo, hy vọng tương lai lúc ra đi có thể yên lành giảng sinh, không thống khổ. Thông qua nhiều mối giao lưu, con dò la khắp nơi mới biết được chỗ ngài cư trú, cho nên con mạo muội tìm đến bái kiến ngài, và con cũng hiểu là ngài bế quan không tiếp khách, nhưng mà con vẫn cố chấp ráng tìm đến trước cửa của ngài, xin hòa thượng từ bi hiểu cho mà tha thứ. Con một mực rất muốn biết tại sao con vì Phật giáo tạo nhiều công đức lớn nhỏ có đủ, thậm chí đã ăn chay bao nhiêu năm nay, chẳng những bệnh nhức đầu không lành mà chân cũng có vấn đề nữa, mong hòa thượng từ bi khai thị. Hòa thượng bảo, cư sĩ chẳng nên khách sáo, tôi sở dĩ không tiếp khách là vì khí lực chưa đủ. Lúc sách báo ứng hiện thời chưa ra, tôi có thể tùy duyên mà giảng nhân quả để cảnh tỉnh thế nhân. Nhưng khi sách ra rồi, khiến nhiều độc giả không minh bạch đạo lý, chỉ biết đi khắp nơi tìm hòa thượng Diệu Pháp, biến tôi thành thần y. Làm như vậy là quá sai lầm. Nếu như không biết hướng nội, cầu tự sửa ngôn hạnh cho minh chánh, thì dù có gặp Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không thể ly khổ đắc lạc được. Những chuyện khác của ông không cần bàn, trình độ văn hóa của ông không cao,
Nhưng ông biết tại sao sự nghiệp của mình lại quá thành công không? Nghiêm cư sĩ đáp, dạ, đây là nhờ chính sách tốt của quốc gia. Sư phụ bảo, nói thế chỉ là duyên phụ một phần nào thôi. Toàn quốc, người mở xưởng làm ăn rất nhiều, nhưng thành công như ông đây lại có rất ít. Nghiêm cư sĩ hỏi, vậy nhất định là nhờ nhân duyên gieo đời trước của con à? Sư phụ nói, vì sao ta nhắc việc này với ông? Bởi nó liên quan đến chứng nhức đầu của ông. Tại sao vợ ông không đi theo? Dạ, vốn là vợ con cũng định đi, nhưng do trong nhà có nuôi một con chó Đức, cho nên bà đi thì không có ai chăm sóc nó. Thưa sư phụ, vì sao ngài hỏi về bà ấy? Sư phụ nghiêm trang nói, bởi vì ông đi đâu, vợ ông đều quấn quýt đi theo mà. Nghiêm cư sĩ cười đáp, dạ đúng vậy, con đi đâu thì bà ấy cũng đòi theo, xa một chút cũng không yên tâm, có lúc còn cảm thấy hơi phiền. Sư phụ nghiêm trang nói, cách đây 100 năm, có một cậu bé mồ côi khoảng 10 mấy tuổi đi xin ăn, rồi trôi dạt đến ngôi chùa nằm lưng chừng núi. Hòa thượng trụ trì hỏi thăm thằng bé, thấy nó bơ vơ, không nơi nương tựa, nên tội nghiệp thu nhận cho nó ngủ tại một gian phòng trống, trong chùa để làm tạp vụ. Lúc cần thì cũng sai nó xuống núi đi chợ. Sau đó chẳng biết nó nhặt ở đâu một con chó vàng. Một tối nọ dẫn về ở chung, lúc nào nó xuống núi thì có con chó đi theo bầu bạn giúp tăng thêm can đảm. Mỗi khi nó về đến chùa thì con chó vàng luôn tiến đến trước đập cửa sủa gâu gâu gọi người giùm. Ban đêm cậu bé và con chó ngủ cạnh nhau, cả hai cùng nương nhau mà sống. Mỗi mùng một hay là ngày rằm thường có nhiều thiện nam tín nữ dưới núi lên viếng chùa. Nhìn thấy gái trai gà trẻ, nhìn thấy gái trai già trẻ hân hoan bái Phật thắp hương, vui đùa hớn hở, cậu bé càng thêm thèm thuồng, ước ao, cảm thán và nói với con chó, tương lai tao chỉ cần cưới được cô vợ nghĩa tình cỡ như mày là tốt rồi. Ngày ngày quấn quýt để theo tao bầu bạn với nhau là rất tuyệt. Lại một hôm khách về cả rồi, trong lòng cậu có chút thắc mắc, liền lên đại điện thắp hương. Đứng trước tượng Phật, cậu ngẩng đầu chiêm ngưỡng từ dung tôn nghiêm rất lâu, rồi tự lẩm bẩm một mình. Đức Phật ơi, con cũng biết ngài có thật hay không nữa. Nhưng mà nếu ngài có thật, thì ngài hãy làm cho con giàu lên một chút, có thể sở hữu mọi thứ nhiều nhiều lên một chút. Đang nói đến đây thì cậu bỗng nghe tiếng hòa thượng vang lên phía sau. Chẳng phải là ngươi đang mơ phát tài hay sao? Cậu bé quay đầu lại thưa, bạch sư phụ, ai mà không muốn phát tài chứ? Nếu mà con giàu á, có thể thành gia lập nghiệp. Nếu mà con giàu á, thì có thể thành gia lập nghiệp rồi. Hòa thượng bảo, đúng, sung túc thì có thể thành gia lập nghiệp, nhưng bất kể giàu sang đến mấy, người ta ai cũng phải già, bệnh, già sớm muộn gì cũng chết trong tiếng khóc vĩnh biệt tiễn đưa của con cái. Người xem có đúng như vậy không? Cậu nghe sư phụ nói, ngẩn ngơ một lúc rồi thưa, như vậy dù con có giàu cũng chẳng được bao nhiêu năm, một khi bệnh chết vẫn khổ phải không sư phụ? Đúng vậy, bất kỳ ai cũng không trốn thoát khỏi quy trình sinh lão bệnh tử. Tới lúc chết phải ra đi trắng tay, thay vùi xuống mộ, rồi cuối cùng biến thành bụi đất. Còn thần thức thì tiếp tục luân hồi, đi đầu thai làm trâu làm ngựa, thọ khổ sinh tử không cùng tận. Bạch sư phụ, thật có chuyện đầu thai chuyển thế không? Hòa thượng chỉ vào con chó ở bên cạnh cậu và giải thích. Thì đây, con vàng này,
Kiếp vừa qua là một sa vi trong chùa. Nơi đuôi mày phải của chú ấy có một nốt ruồi. Bởi do lúc dọn cơm, chú đã lén ăn trước một cái bánh bao. Khi trì khố phát hiện thiếu một cái bánh bao, bèn hỏi chú thì chú một mực phủ nhận, còn thề thốt rằng: "Nếu như tôi có lén ăn bánh bao, thì tương lai sẽ biến thành con chó." Sau đó chú sa vi mắc bệnh chết, quả nhiên đã đầu thai thành con chó và đến chùa này. Khi ngươi dẫn con chó về đây là ta đã nhận ra ngay. Bây giờ ngươi hãy xem, cái đuôi mày phải của nó thật có phải có nốt ruồi màu nâu hay không? Nghe hòa thượng nói vậy, cậu bé hơi hoài nghi, bèn khom xuống đưa tay vạch lông gần đuôi mày con chó ra xem. Cậu kinh ngạc kêu lên: "Trời đất ơi, quả là có nốt ruồi đây nè sư phụ. Con chó này theo con bao nhiêu năm rồi mà con không hề biết, vậy mà sư phụ lại phát hiện ra nó có nốt ruồi." Hòa thượng diệu pháp kể tiếp: "Cậu bé đó sau khi làm sa vi rồi, quyết tâm đời này tu thoát tam giới, dùng công hết sức gian khổ. Nhưng mới được mấy năm thì mắc bệnh lìa đời. Tâm nguyện thực hiện chưa trọn, nhiều năm trôi qua, cho đến hiện tại, cậu sinh vào thế giới này, đáng lý phải tiếp tục xuất gia cho trọn tâm nguyện quá khứ. Nhưng trong tiền kiếp, hồi chưa xuất gia, cậu từng nhen nhóm nhiều ước mơ khác nữa, và những hạt giống tư tưởng đó đời nay đã trổ thành quả. Phận con chó vàng, đời trước có công coi nhà hộ chùa, nên nó cũng chuyển lên cõi người, tái sinh làm một cô gái mỹ lệ. Hơn nữa vì ứng với lời ước của cậu bé mồ côi kia, nên đời này nó kết duyên làm vợ cậu." Kể đến đây, hòa thượng diệu pháp mỉm cười hỏi Nghiêm cư sĩ: "Ông biết ta nói ai rồi chứ?" Nghiêm cư sĩ hưng phấn gật đầu hồi đáp: "Dạ thưa sư phụ, vừa nói là con đã biết rồi. Vợ con có một nốt ruồi ở đuôi lông mày ạ." Hòa thượng bảo tiếp: "Ông sở dĩ đời này có được phước báo là do đời trước đã dốc hết sức lực cống hiến cho chùa. Còn chuyện nhức đầu chỉ cần ông xuất gia thì khỏi ngay. Đôi chân ông đau là do thời gian làm việc đã tặng quà, nhận quà hối lộ mà tạo thành nghiệp chướng. Cộng thêm nhiều tội nặng chèo kéo theo, làm sao mà có thể bước đi dễ dàng được." Nói xong, hòa thượng có dấu chào khách: "Nếu ông thực tâm sám hối các tội nghiệp thì bệnh sẽ dứt. Ta hơi mệt rồi, những gì cần nói ta đều báo cho ông biết hết cả. Đã đáp ứng cho ông mãn nguyện rồi, phần ông muốn làm gì là việc của ông." Nghiêm cư sĩ vừa đánh lễ bái tạ và thưa: "Còn rất đội ơn hòa thượng đã khai thị, chuyện xuất gia con sẽ suy nghĩ." Câu chuyện này có ý nghĩa rằng, bất kể bạn gặp duyên tốt đến 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 bạn